bị giá của con ERV 125,2 bà con. 125,2 là cút xéo rồi bà con. Đây. 125,2 là cốt nằm ở đây nè, là 125,2. Còn cái cốt ở quay á nằm ở đây là 125 trừ 1, còn trừ 2 là nằm ở đây. Trừ 1 là ở quay nằm ở đây, là cái này nè, là trừ 2 nằm ở đây nè. Còn trừ 1 ở quay nằm ở đây nè. Khách bên Việt Nam nha. Nhớ cần khoan đổ khoảng 2.8 3 lít là vừa. Tiết kiệm luôn. Nếu bà con nào mà xả chương trình bụi bặm lâu á, bà con nên thay làm vệ sinh lượt này khoảng 100 giờ nha. Khoảng 100 giờ là làm vệ sinh được rồi. Cái nương 125,2. Rất đẹp bà con, mẫu máy rồi. Đẹp. Dưa dưa má ơi. Không phải, nó sọc ở dưới thôi. Phải chụp đúng này nè. Rồi ok không? Tiện quá ta. Bỏ lên cái đứng ngắt. Cái miếng phốt là để ngoài nè. Dạ. Phốt nãy là để ngoài. Phốt bự nè. Ủa? Đúng rồi, miếng phốt để ngoài. Cái con này bắt ở ngoài nhét vô. Để trong nó nhỏ. Dạ. Ngoài bự. Để vô đúng rồi. Hả, nhìn miếng phốt nó biết cắt chỗ nào. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu có, tháo ra mới rút trong ra. Rút trong ra. Nằm trong con. Nó phải chứ cái kia mà đóng ra. Nó có lông đền kia chiếm trong. EG mới đóng ra được. Con nó lên con nào chứ? À, để mai hàng về rồi. Mai về rồi. Trước khi khởi động máy trong buổi sáng con nhớ kiểm tra nhớt nha bà con. Thay nhớt là 2.8 lít. Đây ốc xả nhớt đây. Kiểm tra nhớt, dầu, nước là ok, lượt gió thì 100 giờ là mới sinh lần. Ok bye. Lên đường.